Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chủ đề khá là thú vị. Có một vài bạn khi mà xem những cái video trước của mình thì đã rất tinh ý khi mà phát hiện ra rằng mình hay sử dụng những cái từ như là na oder, na ya oder, also. Và các bạn có hỏi mình là những từ đó là những từ gì và sử dụng chúng như thế nào? Những từ đó được gọi là interjection, có nghĩa là những cái thán từ. Khi mà nói đến thán từ thì các bạn có thể một phần nào đó đoán ra được cái ý nghĩa của chúng, đúng không? Đó chính là những cái từ mà khi mà chúng ta sử dụng trong văn nói, chúng ta thêm vào câu để có thể biểu lộ được cái cảm xúc của người nói. Ví dụ như trong tiếng Việt chúng ta hay có những cái từ như là ôi, hay là ôi trời, hay là thế á, vân vân. Thực sự thì những cái từ này nó không có một cái chức năng ngữ pháp gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng trong văn nói thì nó cũng là những cái thành phần rất là quan trọng để mà chúng ta có thể tăng được cái việc biểu lộ cảm xúc. Và khi mà có thể sử dụng đến những cái từ này thì cũng có thể giúp được cho các bạn có thể nói tự nhiên hơn và có thể tạo được cái thiện cảm với cả người giao tiếp với mình. Và để giúp cho những bạn quan tâm về chủ đề này thì ngày hôm nay mình đã tổng hợp những cái thán từ mà theo mình là được sử dụng nhiều nhất để chia sẻ với các bạn. Và hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với cả từ đầu tiên nhé. Từ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là từ ui. Từ này thì rất là dễ đọc, đúng không? Và nếu như mà các bạn chịu khó hình dung một chút thì các bạn có thể liên tưởng tới cái từ trong tiếng Việt chúng ta dùng, đó là từ ôi. Thực ra thì một cái thán từ có thể có nhiều cái sắc thái biểu cảm khác nhau, tùy thuộc vào cái biểu cảm của gương mặt các bạn và cái giọng nói của bạn lên cao hay là xuống thấp. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái nghĩa mà hay được sử dụng nhất nhé. Với từ ui thì ở đây chúng ta có thể dùng khi mà chúng ta muốn biểu lộ một cái sự ngạc nhiên. Ví dụ như là mình nhìn thấy ở đằng kia một cái gì đó rất là đẹp. Giờ mình có thể nói là ui, das ist ja toll. Ui, das ist ja toll. Là ôi, cái đó đẹp thế. Rồi, từ thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là từ ui. Ui. Đây là từ mà chúng ta dùng khi mà chúng ta chia buồn với ai về cái điều gì đó. Ví dụ như là một người bạn của mình thì bị ốm và không thể nào mà tham dự một cái bữa tiệc sinh nhật của mình được. Thì khi mà mình biết được cái điều đó thì mình sẽ nói là oh yeah, that is sad. Oh yeah, that is sad. Oh, tiếc thế. No. Từ thứ ba là một cái từ mà mình nghĩ rằng các bạn có thể dễ dàng hình dung được, đó là oh god. Oh god. Như mình đã nói, một thán từ có thể có nhiều cái chức năng biểu cảm khác nhau và riêng cái từ này có thể dùng để biểu lộ được sự ngạc nhiên, được niềm vui hay là sự sợ hãi. Mình có một vài ví dụ cho các bạn. Oh god, ich habe mein Handy vergessen. Gott, ich habe mein Handy vergessen. Ja, trời ơi, tôi quên mất điện thoại mình rồi. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Trời ơi, điều này không thể là sự thật được. Cảm bộc lộ một cái sự ngạc nhiên của bản thân. Từ tiếp theo mà chúng ta có là boah. Boah. Từ này thì vừa có nghĩa tích cực mà lại vừa có nghĩa tiêu cực. Nó có thể thể hiện một cái sự ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng mà cũng có thể thể hiện một cái sự bực tức. Ví dụ như là mình có wow, das ist ja unglaublich. Wow, das ist ja unglaublich. Ở đây thì từ wow các bạn có thể hiểu nó là wow. Là wow. Điều đó thật sự là không thể tin được. Các bạn có thể, đó là thể hiện cái sự bất ngờ của bản thân. Nhưng mà ở trong một trường hợp khác, khi mà mình nói là wow, so teuer.
so teuer. Oh, đắt như thế á. Thì bạn có thể, ở đây nó lại theo một cái hướng là bất ngờ nhưng mà lại một chút gì đó nó tiêu cực một chút. So, từ tiếp theo là một cái từ mà rất là hay được sử dụng. Đó là từ ach so. Ach so. Chúng ta nói từ ach so khi mà chúng ta muốn thể hiện được cho người giao tiếp với mình là chúng ta đã hiểu được cái vấn đề, đã hiểu được người ta muốn nói cái gì. Các bạn không cần nói nhiều mà các bạn chỉ cần nói là ach so, à ra thế. Từ tiếp theo là một cái từ mà có rất là nhiều những cái cách sử dụng khác nhau, đó là từ ach. Ach, khi mà các bạn kết hợp nó với những cái tính từ khác nhau thì nó sẽ cho ra được những cái biểu cảm khác nhau. Ví dụ thứ nhất của mình đó là ach wie schade. Ach wie schade. Ở đây thì các bạn thể hiện một cái sự là thương cảm, nghĩa là ồ tiếc thế. Trường hợp khác chúng ta có thể nói là ach wirklich. Ach wirklich có nghĩa là thế á, có thật không, có nghĩa là ngạc nhiên. Một trường hợp khác nữa, ach bist du sicher. Ach bist du sicher, ở đây thì có nghĩa là ồ bạn có chắc không, gọi là thể hiện một cái sự nghi ngờ. Từ tiếp theo nữa là từ naja. Naja, từ này thì có hai cái sắc thái biểu cảm khác nhau. Cái sắc thái thứ nhất đó là các bạn muốn thể hiện cái gì, cái sự chần chừ hay là nghi ngờ của bản thân. Ví dụ là naja mal sehen. Naja mal sehen. Ừ thì để xem. Hay là các bạn muốn thể hiện là mình chấp nhận một cái điều gì đó một cách miễn cưỡng, tức là bạn không thích nhưng các bạn vẫn phải chấp nhận nó. Naja, ich nehme das. Naja, ich nehme das. Thôi được rồi, tôi lấy cái đó. Kiểu là thôi được rồi vậy. Thế tiếp theo mình nghĩ rằng không chỉ riêng trong tiếng Đức mà mình thấy là trong tiếng Anh hay là khi mà mình nói tiếng Việt thì mình cũng hay sử dụng, nó là từ hey. Hey. Các bạn có thể nói hey khi mà các bạn muốn gây sự chú ý với ai đó. Hey, wo gehst du hin? Hey, wo gehst du hin? Này, bạn đi đâu thế? Hay là nó cũng có thể thay thế một lời chào, đây là hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Chào, bạn có khỏe không? Hay là thể hiện một cái sự ngạc nhiên. Hey, was machst du da? Hey, was machst du da? Này, bạn làm cái gì ở đó thế? Từ tiếp theo và cũng là từ cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là từ nào. Từ này thì mình cũng rất là hay dùng. Và nó có hai cái sắc thái biểu cảm khác nhau. Thứ nhất đó là, thứ nhất chúng ta có thể thêm từ na này vào đầu câu hỏi để thể hiện một cái sự thân thiết. Ví dụ như là na, wie geht's? Na, wie geht's? Ví dụ như mà khi mà mình gặp một cái người bạn thân của mình thì mình có thể hỏi là na, wie geht's? Na, wie geht's? Thay vì chỉ là wie geht's không thôi. Tuy nhiên khi mà nó kết hợp với từ und thì nó lại có một cái chức năng biểu cảm khác. Na und? Na und? Ừ thì làm sao? Thể hiện cái sự là không quan tâm nhưng mà nó hơi bất lịch sự một chút. So, đó là những cái internet